Những con giáp đổi đời thành đại gia trong tháng 3 âm lịch năm 2024 Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, à, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học thì cái tháng 3 âm lịch được coi là cái tháng đại cát đại lợi nhất đối với bốn con giáp dưới đây Vốn là những người mà tràn đầy cái sự tự tin và nhiệt huyết nên trong tháng 3 âm lịch khi được cấp trên giao cho những cái nhiệm vụ quan trọng thì những con giáp này sẽ hoàn thành một cách là vô cùng là xuất sắc từ đó sẽ nhận về những lời khen thưởng tán dương của đồng nghiệp cũng như là gì có các cơ hội được thăng quan tiến chức thời điểm này các bạn sẽ kết giao thêm được với nhiều người bạn mới nhờ đó mà các mối quan hệ xã giao nó cũng được mở rộng cái việc kiếm tiền cũng trở nên hanh thông thuận lợi hơn rất nhiều một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong tháng 3 âm lịch tháng mậu thì này thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên trong tháng 3 âm lịch không ai khác thì đó chính là những người tuổi dậu những người tuổi dậu được cục diện là thìn dậu là nhị hợp đó và cái những người tuổi dậu trong tháng 3 âm lịch ý, thì tiến trình phát triển sự nghiệp nói chung ấy có những cái khởi sắc đáng kể trong cái tháng tháng mậu thìn này công việc tiến triển thuận lợi làm đến đâu thì nhìn thấy kết quả tới đó và luôn có những cái động lực để phấn đấu mà vươn lên được cái cát tinh nó chiếu mệnh mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến nhưng chủ yếu là vẫn là gì cái sự nỗ lực của chính các bạn mà thôi À, những người tuổi Dậu trong thời gian này thì gì sẽ thay đổi cái tư duy và cái cách làm việc mạnh dạn đề xuất những cái ý tưởng mới thì sẽ được đánh giá cao. Trời không phụ lòng người có công, dám nghĩ dám làm sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. À, có điều là trong thời gian này Nguyệt Lệnh nó cũng không ủng hộ. Vậy nên cái vận trình của những người tuổi Dậu vẫn tiềm ẩn những cái hung họa khôn lường. À, không được chủ quan và khi xuất lúc chiến thắng thì cũng không được đắc ý cao ngạo, kiểu lại bị đâm lén sau lưng. Nói chung ấy trong thời gian này thì cái tài vận của những người tuổi dậu nó vượng lên trông thấy cả chính tài và thứ tài thì đều có cái những cái bước thu hoạch khả quan. Ngoài công việc chính thì những người tuổi dậu còn sắp xếp thời gian làm thêm nguồn thu nó đến từ nhiều cái nguồn khác nhau tiền bạc thì dùng dính chi tiêu thì không phải gì căn ke quá nhiều. Nói chung ấy trong cái tháng trong cái tháng ba âm lịch này ý, thì nó cũng gì thích hợp để quý vị những người tuổi dậu ấy nên mở rộng đầu tư kinh doanh hoặc là sản xuất. Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan, quá trình thực hiện sẽ gặp một chút cái trục trặc những rắc rối về mặt thủ tục giấy tờ, nhưng mà nhờ có cắt tinh nó soi chiếu, vậy nên bản mệnh sẽ nhanh trí xử lý, cuối cùng sẽ đâu vào đó và kết quả thì được mãn nguyện như ý. Ở trong cái tháng 3 âm lịch này thì nợ nần cũng được giải quyết một cách ổn thỏa, các bạn hoàn toàn có đủ cái năng lực để mà trả nợ. Nếu có ai đó mà đang vay mượn tiền của các bạn thì họ cũng sẽ tự động mang trả và không mất nhiều thời gian cũng như là công sức để thúc giục nói chung trong thời gian này thì cái phương diện tình cảm của những người tuổi dậu nói chung cũng có những cái sự chuyển biến tích cực à, đời sống hôn nhân thì hạnh phúc vợ chồng thì hòa hợp có cái sự cảm thông và chia sẻ nên là gì công việc gì cũng sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa bên cạnh đó cái vận đào hoa của những người độc thân thì đang vượng nhân cơ hội này quý vị có thể tìm cho mình những cái đối tượng phù hợp với những người đã từng trải hoặc là những người đã từng bị tổn thương trong tình yêu ấy thì đây là dịp tốt để các bạn mở rộng trái tim mình đón nhận cái tình cảm mới hãy cho đi và các bạn cũng sẽ nhận lại được những cái điều xứng đáng ở trong thời gian này thì các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng ấy có thể tính đến cái chuyện kết hôn hay là ra mắt ra đình bình hai bên yêu lâu quá thì cũng sẽ dẫn đến cái sự nhàm chán vì vậy quý vị cũng hãy gì nâng cấp cái tình yêu của mình lên nói chung ấy, đây là cái thời điểm tuyệt vời để quý vị tìm lại được cái sự gắn kết À, nói chung ý, trong thời gian này thì quý vị gì cũng nên lưu ý là hãy chăm chút cái bản thân mình nhiều hơn để từ đó thu hút được nhiều cái may mắn tài lộc đến với mình và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ý, thì những người tuổi dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân tị, dậu xíu để được trợ vận hộ thân vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi mùi. À, thưa quý vị, trong tháng 3 âm lịch ấy, thì những người tuổi mùi ấy, nhờ có cát tinh nó chiếu mệnh nó mang theo không ít những cái tin tức tốt lành đến cho những người tuổi, những người tuổi mùi. Công việc của các bạn đang tiến triển theo cái chiều hướng thuận lợi và sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, có vẻ như các bạn vẫn còn một chút tham vọng, vẫn mong có kết quả được rực rỡ hơn nữa. Đó là cái lý do mà các bạn không vui hoặc là thậm chí là đôi khi thất vọng. À, còn những người tuổi mùi ấy, thì rất tự tin vào khả năng của mình. Các bạn muốn chủ động tham gia vào các dự án lớn sẽ giúp các bạn định vị được bản thân ở cái nơi làm việc và sẽ có cái hiệu quả làm việc được tốt hơn. Tuy nhiên, à, cơ hội như thế thì không phải lúc nào cũng có trừ khi các bạn tự tạo ra nó ngay từ bây giờ bằng cách thể hiện thật tốt cái bản thân của mình trong công việc. Hơn nữa, trong cái tháng 3 âm lịch này thì do ảnh hưởng của những cái hung tinh nó có thể khiến không ít cái lời bàn ra tán vào xung quanh mình, thậm chí nhiều người còn đứng ra chỉ trích khi mà thấy bạn không xứng đáng với những cái thành tích mà các bạn đang có, khiến cho các bạn ngày càng buồn hơn. À, những người tuổi mùi trong thời gian này thì nói chung ấy dù có một chút thành công nhưng lại chỉ muốn thay đổi cái công việc. À, tuy nhiên, các bạn nên nhớ rằng những người uh, những người khác thì luôn ghen tị với các bạn vì các bạn luôn xuất sắc ở bất cứ nơi đâu. À, thế nên thay vì trốn tránh thì các bạn nên chấp nhận nó à, chỉ nên tập trung để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình được giao mà thôi. À, tháng 3 âm lịch năm 2024 thì những người tuổi mùi nói chung là có thiên đức nó mang đến những cái cơ hội phát tài phát lộc cho bản mệnh. À, dự báo là tháng này cũng sẽ mang đến nhiều cái tin tích cực cho các bạn ở cái mặt tài chính à, những người tuổi mùi sẽ tìm thấy không ít những cái cơ hội để đầu tư và nâng cao cái tài chính của mình à, tuy nhiên nó không xuất hiện một cách rõ ràng mà cần các bạn phải dành nhiều thời gian để mà suy xét và khai mở ra cái vận may của mình tuy nhiên ấy, những người tuổi mùi thì cũng cần phải chắc chắn về cái nguồn vốn cũng như là cái lịch trình cụ thể trước khi mà đổ tiền vào một cái dự án nào đó tốt hơn hết là quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ để phân bổ cái nguồn vốn sao cho khôn ngoan nhất có thể. À, trước tiên thì nên thử nghiệm với một cái khoản đầu tư nho nhỏ mà thôi, tránh cái việc đổ quá nhiều tiền cùng vào một lúc, đến khi gặp khó khăn thì không biết cách xử lý thế nào. À, kinh nghiệm thực tế của các bạn thì chưa nhiều, thì quý vị cũng không nên vội vàng một chút nào cả. Bên cạnh đó, trong cái tháng 3 âm lịch này thì nói chung ấy, những người tuổi mùi lại gặp cục diện là tứ hành xung, nữa, thìn tuất xỉu mùi là tứ hành xung. Vậy nên là nó dự báo cũng có những cái lục đục trong gia đình Khi mà những người tuổi mùi cảm thấy là trông chênh Đôi khi thì tự hỏi bản thân mình đang phạm lỗi gì quá lớn Mà gây ra cái tình cảm như vậy Lời khuyên dành cho các bạn là thì Quý vị cần phải có một cái không gian riêng để bình tâm trở lại à, Khi có thời gian bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề thông suốt Thì các bạn nên thay đổi cái thái độ khi mà gì? Khi mà trở về, quý vị hãy cố gắng dành nhiều thời gian để cùng nhau chung tay san sẻ cái cuộc sống hỗ trợ nhau, bước qua mọi khó khăn mọi cái thăng trầm. Một số lời khuyên của người ngoài không thực sự có tác dụng đối với các bạn ngay lúc này. Tuy nhiên, các bạn cũng nên tôn trọng ý kiến của người ta vì họ cũng gì, chỉ có ý tốt dành cho các bạn mà thôi. Trong thời gian này, đối với ai đang còn độc thân thì quý vị cũng đừng ngần ngại hiểu tìm hiểu đối phương. À xong, quý vị hãy chú ý đến những cái tiêu chuẩn cần có để tránh đưa ra những quyết định sai lầm. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may về tình duyên và bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi mùi. Quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong cái tháng 3 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi thân. Quý vị thân mến, những người tuổi thân được cục diện là thân tí thìn tam hợp. À, cục diện tam hợp nó sẽ đem lại nhiều cái tác động tích cực cho cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi thân. Nhiều cơ hội phát triển đã mở ra ngay trước mắt của các bạn. Các bạn chỉ cần chủ động nắm bắt thì cơ hội gặt hái được cái thành công nằm luôn trong tầm tay của các bạn rồi. Trong khoảng thời gian này, ấy, thì các bạn sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa và được gì đồng nghiệp bạn bè quý mến vì thế ai cũng sẵn sàng giang tay giúp đỡ nếu như mà các bạn gặp khó khăn nhờ có sức mạnh của tập thể những cái việc tưởng chừng như khó khăn thì cũng có thể hoàn thành trước thời hạn nhờ đó mà các bạn được tuyên dương hoặc là khen thưởng cấp trên cũng đánh giá rất cao những cái thành tích mà các bạn gặt hái được nên là sẽ tạo cho các bạn một cái cơ hội để thể hiện cái khả năng của mình khi mà được giao cho những cái nhiệm vụ mang đầy cái tính thử thách, thì các bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức mình. À, các bạn sẽ phát hiện ra được thêm nhiều cái điều mới mẻ và phát hiện ra được cái điểm mạnh của mình nữa. Tuy nhiên, dù thành công rực rỡ đến mấy, thì bản mệnh cũng cần phải đề phòng những cái tác động xấu do cái nguyệt lệnh nó lâm vào đất. À, tuy nhiên, dù có thuận lợi đến mấy, thì các bạn cũng cần phải đề phòng những cái tác động xấu do nguyệt lệnh nó mang lại. À, chẳng ai có thể là làm vừa lòng tất cả mọi người. À, các bạn có thể gì cũng có không ít những cái kẻ tiểu nhân khen ghét và đố kỵ với những cái thành công của các bạn. Vì thế các bạn cần phải ý thức được cái vị trí của mình, luôn giữ được cái đầu óc thật tỉnh táo và suy nghĩ một cách lý trí, tránh để bản thân bị lung lạc bởi những cái lời bàn ra tán vào của người khác. À, trong thời gian này thì những người trẻ tuổi cũng tránh vội vàng quá mức trong cái việc là lựa chọn cái hướng đi cho tương lai của mình. Khi cảm thấy băn khoăn, bối rối thì các bạn nên hỏi ý kiến của những người đi trước. À, có thể đối phương cũng sẽ đưa ra cho các bạn những cái sự góp ý hữu ích. À, bên cạnh đó, trong năm 2024 thì tình hình tài chính của những người tuổi thân có những cái biến chuyển tích cực hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Nhờ có cục diện tam hợp nó chỉ đường dẫn lối mà các bạn có thể tìm được cái hướng đi đúng đắn cho chính mình, thoát khỏi cái tình trạng đi vào cái lối mòn từ trước đó. Với những người làm ăn kinh doanh thì quan hệ xã giao thuận lợi cũng sẽ giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm được những cái người phù hợp và tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị cao. Nhiều khách hàng, nhiều đối tác mới nghe thì đến cũng nên nhiều khách hàng, nhiều đối tác mới nghe đến cái danh tiếng của các bạn thì cũng muốn hợp tác và cùng phát triển với các bạn rồi. Chỉ cần các bạn có một cái con mắt tinh đời, nhận ra đâu là cái cơ hội mình nên nắm bắt thì app sẽ thu về được một cái túi tiền rủ dính. Những người làm công ăn lương cũng sẽ dễ nhận được những khoản tiền thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc của mình. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho các bạn những cái phần thưởng xứng đáng với cái công sức mà các bạn đã bỏ ra. Thậm chí một vài người còn may mắn có được gì cơ cơ hội để cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn hay là thăng lương tăng chức. Với những người mà mới bước vào một cái lĩnh vực mới mẻ nào đó thì tình hình tài chính của các bạn có những cái chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa được thực sự ổn định. À, Nguyệt lệnh nó không ủng hộ Vậy nên khuyên các bạn không nên vội vàng tin theo cái lời rủ dê hay là lôi kéo của những người khác. Trước khi mà đưa ra quyết định thì các bạn cũng cần phải tham khảo ý kiến của những người khác, đồng thời kiểm chứng những cái thông tin để gì tránh tốn tiền một cách vô ích. Thêm nữa, cái chuyện tình cảm của những người tuổi thân trong thời gian này ấy, nó cũng có những cái dấu hiệu khởi sắc nhất định. À, nhờ có cục diện tam hợp nó tương trợ nó giúp đỡ vì thế dù là những người độc thân hay là những người đã có gia đình ấy, thì cũng sẽ thì có được một cái hạnh phúc nhất định trong cuộc đời của mình về các mối quan hệ xã giao thì nó cũng khá là hài hòa và tốt đẹp giúp các bạn vô tình gặp được những cái người thân quen hoặc là được giới thiệu cho những đối tượng để triển vọng nếu mà có thiện cảm với đối phương thì các bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ cái mối quan hệ với người ấy quý vị hãy tự tin thể hiện cái con người thật của mình chắc chắn người đó sẽ gì rất ấn tượng với cái sự cởi mở chân thành cũng như là những cái thành tích xuất sắc trong sự nghiệp hoặc là trong học tập của các bạn vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong tháng 3 âm lịch không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tý. Thưa quý vị, tình hình công việc trong tháng 3 âm lịch của những người tuổi Tý nói chung là khá là lạc quan, mưu sự thì dễ thành, nỗ lực đến cùng cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Dưới cái sự xuất hiện dẫn dắt của cục diện tam hợp quý nhân, thân, tý thìn, mà những người tuổi tý sẽ chỉ hăng hái hành động, chú trọng một cái đại cục, tập thể chứ không còn chủ nghĩa cá nhân như trước nữa. Vận khí nói chung là cũng thay đổi khi mà chúng ta thay đổi cái điều đó đúng với những người tuổi tý trong cái ngày hôm nay những người làm công ăn lương thì hài lòng với cái công việc hiện tại có thể các bạn đang toan tính về cái việc đề xuất tăng lương tăng thưởng điều này hoàn toàn là hợp lý và phù hợp với cái năng lực xứng đáng với công sức của các bạn bỏ ra nói về những người tuổi tý trong thời gian này thì những người làm cơ quan nhà nước thì có một số cái biến động đấy, đa phần là biến động theo cái chiều hướng tích cực càng đi xa thì lại càng có lợi cho bản mệnh À, có cơ hội được thăng tiến đang cận kề quý vị hãy bước thật chậm nhưng mà chắc để có thể là gì về đích một cách an toàn hơn có điều trong tháng này thì nguyệt lệnh nó không ủng hộ cái vận khí của những người tuổi tý nói chung có thể nó giảm tăng giảm một cách thất thường à, vẫn có điểm báo tiểu nhân quấy phá nên là quý vị cũng không được chủ quan khinh xuất trong tháng 3 âm lịch này thì cái tài vận của những người tuổi tý nói chung là ấy, cũng khá là vượng à, cục diện tam hợp quý nhân đưa đường chỉ lối và quý vị cũng gặp được cái tài khố vậy nên là kinh doanh buôn bán thì một vốn bốn lời đầu tư cũng được thuận lợi hơn nếu mà đang ấp ủ kế hoạch mới hay là những dự án nào đó như là mở hàng hoặc là gì mở rộng cái quy mô kinh doanh ấy thì quý vị gì cũng nên tranh thủ chọn cái thời gian tốt để làm việc cho được thuận lợi hơn à, nói chung ấy, trong tháng âm lịch thì cái việc đòi nợ hay là vay vốn làm ăn của các bạn đều diễn ra rất là suôn sẻ hanh thông thậm chí một vài cái khoản nợ khó đòi trước đó bỗng dưng cũng được hoàn trả tình hình tài chính của các bạn cũng được ngày càng ổn định. À, thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tí hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên, những người tuổi tí hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý khi mà thỉnh cái vòng tao hợp quý nhân. À, thưa quý vị về mặt tình duyên gia đạo thì trong cái tháng 3 âm lịch ấy, những người tuổi Tý nói chung ấy những người độc thân thì đi xa sẽ có lợi cho cái chuyện nhân duyên. À, có khả năng trên cái chuyến đi xa đó thì bản mệnh sẽ gặp được cái đối tượng phù hợp, câu chuyện tình yêu lãng mạn nó bắt đầu từ đây. Đời sống hôn nhân của các cặp vợ chồng trong thời gian này thì giống như cầu vồng sau mưa, cái sự hòa hợp cái sự hoài nghi hay là mâu thuẫn thì đều được hóa giải. Hai bạn nên dành thời gian để chia sẻ nhiều hơn những cái vấn đề xảy ra trong các cuộc sống để chỉ tạo sự gắn kết thật bền chặt hơn trong tương lai. À, vì thế, quý vị hãy lưu ý nhé. Đó, thưa quý vị. Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp may mắn nhất trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 năm giáp thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.